Không thể biết vì sao đứng thiên bình thờ phượng, loài năng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiên lúc đang vật vờ. Điều tôi biết chắc, Cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiên Bết-lê-hem như căn nhà mình. Rồi Ngài lặng sống ở Na-xa-rét sống lao động, và như thế Cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm quá đất đầy đớn đau. Chiều hình thập giá, lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mão gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dàn, Ngài mang gian ác xua tan lo âu sợ sệt. Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng, Cứu Chúa của nhân loại hiện thân. Làm sao Chúa chinh phục muôn lòng, và trong tương lai sẽ thu phục toàn thế gian. Làm sao thỏa mãn nguồn khao khát trông mong kín thầm, từ đông sang tây trí thức luôn dần tối tăm. Điều tôi biết chắc, muôn dân sẽ trông nhìn rõ Ngài. Ngài thu góp hết muôn hoa trong vườn Ngài trồng. Mặt trời Ngài chiếu vinh quang trong ngày lễ hoan lạc, và như thế Cứu Chúa của nhân loại hiện ra. Tôi không thể tả làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài, bao cuồng phong ba cúi vâng dấu hiệu Chúa ban. Hoàng ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận, và tình yêu mới cháy lên trong tâm khám ta. Điều tôi biết chắc, không chung hân hoan cùng đón mừng, hàng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung
cứu Chúa của nhân loại.